Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Apple Channel, lại là mình Hùng Review đây. Và đúng như tựa đề của video này, đây chính là chiếc iPhone rẻ và đáng mua nhất trong thời điểm hiện tại, vì nó có đầy đủ tính năng các bạn cần. Tại sao thì mình lại nói như vậy? Thì ngay bây giờ các bạn hãy cùng mình đi vào nội dung chính của video ngày hôm nay nhé. Thì với con iPhone mình đang cầm trên tay ở đây là iPhone 12, và mức giá hiện tại của nó đang được bán tại cửa hàng Di Động Việt, nó rơi vào tầm 15.700.000 đồng. Nhưng khi các bạn mua hàng mà quét QR code để thanh toán, giảm thêm 300-400.000 nữa thì mức giá của chúng ta bỏ ra cũng chỉ là hơn 15 triệu một tí xíu thôi các bạn ạ. Chi tiết về mức giá, đường link mình sẽ để ngay phần mô tả và bình luận của video này nhé. Còn bây giờ thì nói về những cái điểm em này có thôi. Tại sao mình lại nói đây là một trong những con iPhone đầy đủ mọi tính năng các bạn cần? Thứ nhất ấy, là nếu như các bạn cần thiết kế kiểu là viền vuông, đúng không? Các bạn không thích thiết kế cũ viền bo tròn, hoặc là những cái thiết kế kiểu như iPhone thời xưa, thì với con iPhone 12, đây chính là chiếc iPhone gần như là rẻ nhất mà có được một cái thiết kế viền vuông kiểu như vậy. Và với thiết kế viền vuông này thì nó sẽ rất lâu mới bị lỗi thời, tại vì như các bạn đã biết là iPhone 14 thông tin mà leak ra ấy, thì nó vẫn dùng cái kiểu viền vuông như thế này. Và ngoài cái thiết kế ra ấy, thì mình thấy rằng là iPhone 12 cũng có một cái điểm mà nó cũng cực kỳ là ngon. Nếu như mà mua iPhone XR, đồng ý nó rất rẻ, nó vẫn rất đáng mua, nhưng mà cái màn hình hiển thị của nó lại xấu. Mua iPhone 11 thì nó vẫn gặp cái điểm trừ như là iPhone XR, đó là màn hình của nó lại xấu. Thì với con iPhone 12, đây chúng ta sẽ có một cái màn hình, đó là OLED 6.1 inch. Độ phân giải của nó sẽ là Full HD Plus, rất đủ để chúng ta có thể là dùng đó. Và màn hình này thì khả năng hiển thị của nó phải gọi là quá ngon luôn, độ sáng cực kỳ cao này, kích thước 6.1 inch thì cũng rất là đủ để chúng ta có thể dùng. Có chăng á, là nó sẽ thua thiệt so với những dòng iPhone mới ở một điểm là màn hình tai thỏ của nó sẽ không được bé bằng, cái phần tai thỏ của nó sẽ không được bé bằng. Nhưng thật sự nhá, cái phần tai thỏ trên những con iPhone như là 13 Pro hoặc là những con iPhone sắp tới như kiểu iPhone 14 chẳng hạn, mình thấy rằng là cho dù nó có bé nhưng mà cái không gian hiển thị của nó cũng chẳng hơn được bao nhiêu cả. Nên là với cái màn hình này, với cái tai thỏ này cũng đã quá đủ để chúng ta có thể là sử dụng rồi. Và với con iPhone 12, mình thấy rằng có một trong những tính năng mà những con iPhone rẻ hơn nó không thể nào có được, đó là tính năng mở khóa Face ID khi mà đeo khẩu trang. Thì đây là cái tính năng liên quan đến phần cứng rồi, và Apple thì chỉ cho phép những con iPhone 12 series trở lên thì mới có được cái tính năng này. Thế nên là nếu như các bạn mà cảm thấy rằng là trong cái mùa Covid này mà hơi bất tiện ở một cái việc là chúng ta đi ra ngoài, chúng ta thanh toán ngân hàng, chúng ta mở khóa app, chúng ta cần phải kéo khẩu trang, đúng không? Thì với con iPhone 12 không cần phải làm điều đó. Và mình thấy rằng là cái tính năng mở khóa mà không cần đeo khẩu trang là một trong những tính năng vô cùng cần thiết, và những người mà sử dụng iPhone thì chắc chắn luôn là rất thích cái điều này. Mà bây giờ mua iPhone rẻ hơn thì làm gì có. Thế nên đây sẽ là một con iPhone mà có một cái mức giá hợp lý và các bạn có thể sử dụng được cái tính năng này. Tiếp theo nữa đó chính là về cái phần hiệu năng. Với con iPhone 12, nó được trang bị con chip tận là Apple A14. Và đương nhiên nếu mà so sánh hiệu năng của con iPhone 12 này với những cái sản phẩm khác đời thấp hơn, ví dụ như 11, 11 Pro này nọ, thì gần như là các bạn cũng không cần phải so sánh làm gì. Tại vì căn bản Apple A14 trên iPhone 12 mình đánh giá rằng nó sẽ có hiệu năng nhỉnh hơn. Và cái việc chúng ta chơi những tựa game nặng này hoặc là dùng lâu dài thì mình thấy rằng nó cũng ổn áp hơn so với cái việc là chúng ta mua con iPhone 11 hoặc là 11 Pro và Pro Max. Mình nói ở đây là nó dùng lâu dài và ổn áp hơn. Đương nhiên 11 Pro hay là Pro Max thì hiệu năng của nó vẫn đủ tốt. Ok, và thêm một cái điểm nữa này là cập nhật phần mềm iPhone 12 nó quá lâu. Như các bạn đã biết ấy, iPhone thì có vòng đời cập nhật của nó là 6 đến 7 năm. iPhone 7 ra mắt năm 2016 thì đến năm 2022 nó mới bị ngừng cập nhật phần mềm. Thì với con iPhone 12 này, nó ra mắt vào năm 2020 thì ít nhất là phải tới năm 2026 thì nó mới lại ngừng cập nhật phần mềm. Nên là về cái việc là dùng lâu dài trên con iPhone 12 thì mình nghĩ rằng là tầm này thì gọi là bét tè là nhè luôn. Đó, anh em bây giờ dùng iPhone 7 vẫn dùng phà, đúng không? Đang ngồi hóng update iOS 16 cái thì nghe tin khai tử cập nhật phần mềm cũng hơi buồn. Rồi, còn đến một cái điểm nữa mà mình cũng rất là thích trên iPhone 12, đó là về cái cụm camera. Camera của iPhone 12 thì hơi xui xui một xíu là nó không được đặt chéo giống như iPhone 13. Nhưng mà cái chất lượng chụp ảnh và chất lượng quay video của iPhone 12 thì mình đánh giá rằng đây vẫn là một chiếc iPhone có khả năng chụp ảnh và quay video tốt. Thứ nhất là nó có cam góc rộng. Điều này mình thấy rằng là rất là cần thiết, tại vì camera tele thì mình rất ít khi dùng, còn camera góc rộng thì dùng thường xuyên luôn. Và thứ hai là con này có chế độ phơi sáng ở camera góc rộng cũng như là camera 1x luôn, nên là chúng ta chụp ảnh đêm các kiểu thì nó sẽ tốt hơn. Thứ ba là về khả năng quay video và khả năng chống rung ấy,
thì iPhone 12 mình đánh giá rằng đây là một trong những dòng iPhone mà có camera, có chất lượng rất là tốt. Nếu các bạn cần làm YouTube, các bạn cần một chiếc điện thoại có chất lượng chụp ảnh tốt thì con iPhone 12 chính là một cái lựa chọn mà không thể nào bỏ qua được. Rồi, tiếp theo nữa là với chiếc iPhone 12 thì nó vẫn có một cái viên pin đủ trâu. Viên pin của nó chỉ loanh quanh khoảng tầm 2800 mAh thôi. Nhưng mà với những dòng iPhone thì các bạn đừng nhìn về cái dung lượng làm gì. Tại vì căn bản là viên pin 2800 mAh đang có trên iPhone 12 với một chiếc máy đập hộp như nguyên siêu như thế này thì các bạn có thể dùng được khoảng tầm là 7 tiếng, thậm chí là hơn trên dưới 7 tiếng tùy vào điều kiện chúng ta dùng. Nên là mình thấy rằng là về dung lượng pin em này là quá ổn luôn. Đó, có chăng á, là nếu các bạn mua hàng line new, những chiếc máy mà có thời lượng pin chai khoảng tầm là 8x hoặc là đầu 9x rồi thì nó sẽ bị hao hụt dần và thời gian on-screen của nó liên tục được khoảng tầm là 5-6 tiếng. Còn lại nếu các bạn mua những chiếc máy nguyên siêu đập hộp thì thực sự là pin của iPhone 12 nó rất trâu. Ok, và iPhone 12 thì cũng có sạc rất là nhanh, đó chính là 20W. Nên là về cái quả sạc nhanh thì mình thấy rằng là con iPhone 12 này nó cũng rất là ổn áp. Nói chung á, đây là một chiếc iPhone nó có một cái mức giá hợp lý, có thể gọi là rẻ, và những gì chúng ta nhận được thì nó quá ngon luôn. Ví dụ như là các bạn cần một thiết kế mới, con iPhone 12 có, các bạn cần một cái màn hình hiển thị đẹp đó, kiểu như iPhone 13, như iPhone 14 thì con này có luôn, hiệu năng tốt, cam ngon, thời lượng pin cũng ngon. Và mình nghĩ rằng là đây là một trong những chiếc iPhone mà cực kỳ đáng mua trong thời điểm hiện tại, với mức giá hàng line new bây giờ rơi vào khoảng tầm 12-13 triệu và hàng new loanh quanh khoảng tầm là hơn 15 triệu, thì đây là một con iPhone rất đáng đồng tiền bạc gạo anh em bỏ ra. Ok, anh em nghĩ sao về iPhone 12? Và các bạn có bạn nào ở đây đang dùng iPhone 12 hay không? Đừng quên comment, chia sẻ ý kiến nhận xét ở ngay phần bình luận của video này nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye bye!